Đây này, nó ngóc lên rồi. Kéo được nó. Nó ngóc lên rồi.
vừa che vừa cây gì cơ nhỉ? Cây gì đâu? Ủa nó treo lên treo lên đấy rồi. Treo lên rồi. Treo lên rồi. Nó lên nó lên. Hay quá. Đến đây đi. Thế để lên, cứ để lên. Mày lên đi. Đéo thèm lên nữa cơ. Nó cứ ngóc cái này thôi. Nó cứ ngóc thôi. Không cần cái 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 này. Làm cái gì cái nó lên có cái gì kéo nhỉ? Đồ lắm. Ôi giời ơi. Nó quấn tròn cả ổ luôn này. Úi giời ơi. Ô thèm nữa. Đấy. Nó lên rồi. Này nó lên rồi. Ai chà chà. Đấy. Bỏ thế này mà nó nôi xuống thì nó nôi được, nó phải lên được. Con này chắc chắn nó lên được thôi. Nó lôi xuống, để nó lên tí nữa xong rồi mình sẽ vồ nó. Ông xem cái cây này liệu có kéo không nhỉ? Con này lên rồi, nó lên rồi, nó lên rồi. Đấy, à nó lên rồi. Để nó lên tí nữa xong. Lên rồi. Lấy cái đưa mũ đấy, đưa mũ. Ôi. May quá lên. Chạy nhanh nha. Chạy nhanh chúng ta tí nữa. Phải để nó chạy nhanh. Có hai con cơ, dưới kia còn con nữa. Con kia nó nằm dưới này, con đen xì này. Nó lên này. Thôi cứ để nó tự lên bò đi. Hay mà kệ nó, để nó tự bò ra đi. Cho ra tí nữa mình sẽ chụp nó. Đấy, đấy. Ui, con này. Ôi. Con này ghê lắm. Con này nó thẻ nữa ra kinh thật. Con nữa đang nằm nó cuộn tròn dưới trong kia hình như. Con này đen xì. Có con gì nó ăn cái gì kìa. Chéo như kiểu quấn người đấy anh ơi. Ui. Ui. Con này xấu lắm. Không, con này đẻ rồi. Con dưới đẻ rồi. Ui. Nó đẻ rồi. Con này ra kìa. Ôi, tốt rồi. Để cho con này nó chạy hết đi. Con dưới thì không ngóc đầu. Con dưới nó không ngóc được, tí nữa mình sẽ cho tay xuống mình vồ nó. Mình cho tay xuống mình vồ nó nhá. Để con này nó ra. Để con này ra hết xong rồi mình sẽ vồ con dưới. Để ý cẩn thận nó ngóc đầu lại nó cỡ nó đớp đấy. Ôi. Để nó ra, con này ra rồi. Móc. Để tôi móc ra. Anh em giữ nếu mà gì cho nó thôi. Cầm đầu. Quay lại. Lại đợi định lướt vào tổ. À ông con này nó đang lột. Nên nó yếu, đúng rồi. Nó làm nhân tít được con này. Ôi, hai con này. Con này chắc lột xong, vừa mới lột xong rồi. Nên nó khỏe à. Bây giờ anh em tìm lắm. Cách cho con này phải mấy chục cân này. Anh em tìm cách bắt nó đi. Bây giờ tìm cách bắt nó. Lấy cái đựng cái túi đựng nó được. Đi tìm cái túi nhỉ? Ừ, để em lấy túi cho. Đi tìm cái túi mang nó về. Ôi khiếp, cái hố nó dưới nó sâu dã man luôn. Khiếp, nó hai con này nó cuộn này. Dã man cơ. Ôi khiếp. Mọi người ơi, bây giờ nhá, anh em mình sẽ đợi để cậu kia cậu mang cái túi về đây. Sau đó anh em mình sẽ cho hai con chăn này mang nó về, để có thể là mình sẽ phải cho nó vào nấu cao hoặc làm cái vấn đề gì. Chứ để nó này nó ngoài đây nó mà cứ nôi người dân xuống này là rất nguy hiểm nhá. Mọi người bây giờ anh em mình sẽ nhanh lên, xong chưa, nhanh mang lại đây em ơi. Mang lại thôi. Ôi đây, anh ơi. Anh em mình sẽ cho nó vào túi mọi người nhá. Mọi người xem video của anh em mình thấy hay nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ ủng hộ cho anh em mình nhá mọi người nhá. Đi, cho vào đi. Anh em cho vào đây. Phanh. Đây, cầm túi đây.